Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại bây giờ thì Lê Hương đang ở Bình Dương. Hôm nay là một buổi sáng khá là đẹp trời. À, để ra quay cho cả nhà xem ha. Một buổi sáng đẹp trời ở Bình Dương làm sao nha. Đây là cái cây bông mà ngày xưa là mọi người có thể chơi cái gì? Chơi làm cô dâu cái nè. Đấy. Đây, bông tiết. Rồi, hôm nay nhìn thấy bông cá. Rồi, cảnh hồ cá có nguyên vàng lá lốt ha. À, có thể là nướng với thịt bò á. Món ăn khoái khẩu của nhiều người. Đây vàng bông sứ thêm được nụ nữa nè nha. À, hôm nay thì không thấy mấy cái con sâu to trên bông sứ hả. Rồi phía bên đây có bông này cả nhà biết bông gì không? Bông trang á. Ồ, con cái nhánh bông trang này to ghê nè. Trời ơi, bông gì mà đẹp thế, cái màu đỏ đẹp ghê cả nhà. Ngắm ở ngoài thích lắm. Và đây, bông giấy nữa nè. Và đó chính là những hình ảnh, những cái bông ở một cái ngày đẹp trời ở Bình Dương. Trước sân nhà Lý Hương nó mở nở đó. Rồi bây giờ Lý Hương sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái món ở Bình Dương ha. Ở đây, cái món này thì ở dưới Sài Gòn thì cũng có rất là nhiều rồi. Đó, đó là món ăn sáng. Thì ở đây là món bún thịt nướng. Thì thịt nướng ở Bình Dương thì nó giống như cái dạng như là nem nướng á. Này kêu bằng bún thịt nướng nè. Đó. Một phần như thế này thì có giá là 15 ngàn thôi. Ừ. Thì được một cục. 2, 3. Mấy cục bể này có lẽ là được một cây rưỡi nem á. Thì ở đây thì có một số ít cái này để Hương chuẩn bị sẵn một cái chén nhỏ thôi. Để mình lột ra ha, không có nên ăn cái phần mà đen quá. Đấy, rồi có bún, dưa chuột, giá. Với lại này là xà lách. Thêm một ít rau quế nữa. Tía tô. Đó, một số những cái rau gọi là rau ghém đấy. Cắt nhỏ. Rồi. Bây giờ thì nước chấm bên đây thì có nước mắm ha. Ừ, bỏ thêm ớt với lại đồ chua vô. Một phần như thế này thì có giá là 15 ngàn đấy cả nhà. Bây giờ thì Lý Hương sẽ bỏ một ít cái phần đen này ra rồi trộn lên rồi ăn thôi. Rồi mời cả nhà ăn sáng nha. Thì nói chung những cái món nướng mà nướng trên lửa than thì mình thường mắc cái lỗi này rất là nhiều đấy, và đặc biệt là những cái quán mà bình dân nữa, nên là khi mà thèm ăn đồ nướng thì chúng ta cũng phải như là cố gắng ha, bóc những cái phần nướng này ra. Ừ. Đây là cái phần gọi là thịt nướng, thịt băm rồi nướng lên, giò thành cục như thế này, xuyên qua như thế này nha, nướng đều 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 như thế này. Đấy. Thì những cái quán mà bình dân á, ở trên Bình Dương á, thì Lý Hương không có dịp để ý, ghi, tại vì á, khi mà về Bình Dương á, mình được cưng lắm, nên là ở nhà ha, có mẹ mua sẵn nó nhỏ thôi, để còn được cưng chứ. Thì về Bình Dương Lý Hương cũng rất là ít để quay hình lên mình. À, trong cái nghề mà vlog á, thì có rất là nhiều những cái sự mà bất tiện á, nếu như mà mình cứ mà suốt ngày mà quay ghi hình. À, khi mà mình quay thì lúc nào mình cũng cố gắng là để hỏi coi cái phía đối phương người ta có ngại gì không. Ừ. Bạn bè Lý Hương thì nó cũng chả thích lên hình, nên là khi đi ăn với tụi nó thì
mình cố gắng mình quay lén lén vài ba phút chia sẻ cho cả nhà. Hôm nay tới đi đâu để giữ được gọi là cái nhịp làm nhật ký hàng ngày vlog thôi, chứ đi Hương cũng không có quay, tại vì đó là sự tế nhị đó cả nhà. Nên là nếu như mà những cái video của Lý Hương mà về Bình Dương nó có hơi nhàm chán một chút á thì cả nhà cũng sẽ xóa bỏ qua ha. Đây. Còn hàng ngày thì mình không ăn Sài Gòn, ăn Bình Dương thôi, chứ không thể nào mà mình ăn Bình Dương mà mình quay được những cái địa điểm ở Sài Gòn được. Mà nếu như mà đối với kênh YouTube á, mà mình không có cái mức độ mà xuất hiện thường xuyên á, thì YouTube nó đánh giá là mình không có siêng năng. Nói đùa vậy thôi chứ Lê Hương đang tập cái thói quen là hàng ngày chia sẻ, cố gắng là chia sẻ cho cả nhà, ngày nào cũng có video mới hết á. Sau khi một hồi mà gọi là lấy ra những cái phần đen này rồi á, thì chúng ta đã có ngay một dĩa bún thịt nướng ha, rất là ngon. Đây, hỏi nhiều người á, thì có thể là xé nó ra như thế này nè, xé đôi cái cục nem này ra. Mình thì cũng thường xé đôi ha, cục thì hơi to. Sau đó thì trộn rau lại với nhau. Ở đây thì thịt khá là thơm nhé nha. Rồi 15k cho một phần như thế này. Sau đó thì Hương sẽ chan thêm mắm. Rồi để thử miếng nước mắm ở đây cho như thế nè. Nước mắm khá là ngọt, này chắc không phải thuần gốc Bình Dương rồi. Cô này có lẽ miền Tây lên. Bình Dương Lý Hương hiện tại bây giờ thì dân nhập tư cư là cũng khoảng là 4, theo số liệu thống kê cũng khoảng 50% vậy nha cả nhà. Nếu như Sài Gòn dân nhập cư là 80% thì Bình Dương bây giờ đó là 50% rồi đó. Nên là cũng có những cái món ăn cũng khá là phong phú, nhưng mà hiện tại bây giờ thì Lý Hương đang làm việc nhiều ở dưới Sài Gòn nên thì sẽ có những cái, với lại đầu nậu của miền Nam mình vẫn là Sài Gòn. Nên là mình sẽ đi tìm hiểu trước, rồi mai mốt đây mình có nhiều thời gian hơn mình sẽ tập trung thêm về cái mảnh đất quê hương của mình là Bình Dương. Rồi bây giờ thì mời cả hội cùng ăn ha. Nhìn khá ngon đấy. Đây miếng nem nè, để thử miếng nem coi cảm nhận như thế nào ha, chia sẻ cho cả nhà ăn cái. Cô này gốc miền Tây rồi, nem cũng có cái vị ngọt ngọt. Ớt nhìn vậy chứ nó không có cay gì hết, nó làm như do có màu đỏ thôi. Đủ màu của ngũ hành. Màu ngũ hành là màu gì cả nhà biết không? Đỏ là mặn, đỏ của ớt là mặn hỏa ha, xanh là mặn mộc, trắng là kim. Để kiếm ra nè, màu này có thể nói màu thổ nè, màu nâu à. Còn màu của có thể lá tía tô là màu của thủy. Nó hơi ngã sang màu đen. Màu đen là màu của mạng thủy nha nè. Lý Hương làm đại lâm mộc nên là cái áo Lý Hương ở cả nhà có để ý không, đó là màu xanh là đại lâm mộc. Rồi cái chữ của nó màu đen là thủy, thì mạng thủy là tương sinh với là mạng hành mà. Mà mạng mộc mà đấy, nên là nó rất là vượng cho Lý Hương nha. Thực ra Lý Hương cũng không tin phong thủy lắm đâu, nhưng mà nói chung cái gì vượng cho mình thì mình cứ theo, với lại màu xanh mình thích mà, màu đi đâu cũng nổi hết. Bữa đi dịp mà làn sóng xanh nó đi là hả, nổi hơn ca sĩ luôn mà.
thịt này là thịt nạc băm, thịt băm ra rồi xong mà trộn với lại gia vị, thì trong gia vị thì hương nghe có mùi của bột nêm nè, có một ít đường muối, rồi xong mình nướng lên, nướng bằng than nên nó có một số những cái ít cái cháy đó đó. Thì nên ăn những cái món ăn mà dân dã bình dân thì mình phải chú ý thêm chút là những cái phần cháy mình bỏ ra. Bữa ăn barbecue trong nhà hàng á thì cái phần nướng nem này nó ít như nào nó có cái bộ này cháy đen như vậy á, nem nó chín vàng đều mà không bị cháy. Và đặc biệt là món nướng á là cái món hầu như là rất là nhiều người thích. Còn cái món nướng của bên mình á thì ăn chung với bún với lại rau nữa á, thì nó rất là đỡ bị ngán ha. Nói chung là ẩm thực của mình này đấy, đây là những cái phần mà ăn nó giữ được, như ăn rau sống nè, nó giữ được cái vitamin cho mình đấy. Muốn nữa. Mượn nữa để Hương sẽ end video. Nhai chậm, thật là chậm. Nhai thật là kỹ để nó lâu hơn. Rồi cộng thêm một ít những cái dinh dưỡng. Rồi, đủ năng lượng cho một ngày làm việc rồi đấy. Vừa được trải nghiệm ha. Ngày nào cũng có một món ăn mới cho cả nhà. Ok. Anh Hương nhanh quá. Đây là chén thịt nó bị đang là mình phải ngắt ra nè, nhắc cái kiểu nhàm nha, luôn luôn ăn mà phải nhắc ra cái phần đang này, thịt mà nó bị nướng đang này nó đã biến hết chất rồi. Rồi bye bye cả nhà, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo, hãy nhấn like nếu thích video nhé, bye bye.